Thưa quý vị và các bạn, một tin vui đối với những người hâm mộ đội tuyển bóng đá Bình Thuận khi đội bóng đã lọt vào vòng loại cuối bảng B giải hạng nhì quốc gia 2022. Vào lúc 15 giờ chiều hôm nay, đội tuyển bóng đá tỉnh Bình Thuận đã thi đấu trận cuối với câu lạc bộ bóng đá Gia Định tại sân vận động tỉnh Tây Ninh. Các cầu thủ đội tuyển bóng đá Bình Thuận và Gia Định đã triển khai đấu pháp hợp lý và có nhiều cơ hội về phía khung thành của nhau. Hai đội đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hấp dẫn và tình huống ghi bàn đẹp mắt. Kết quả chung cuộc, đội tuyển bóng đá Bình Thuận hòa Gia Định 1-1, xếp thứ hai chung cuộc bảng B. Bình Thuận cùng với đội đầu bảng là Đồng Nai giành tấm vé vào vòng loại cuối giải hạng nhì quốc gia 2022. Đội tuyển Bình Thuận sẽ gặp đội Hải Nam, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đứng đầu bảng A tại sân vận động Nha Trang vào chiều ngày 8 tháng 6 để giành tấm vé lên thi đấu giải hạng nhất quốc gia. Xin chúc toàn đội nỗ lực vì màu cờ sắc áo của Bình Thuận. Đội tuyển sẽ tiếp tục đoàn kết thi đấu hết mình để có thể đạt được thành tích tốt nhất ở mùa giải năm nay.